Và quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 667, video 667 đi con. Rồi cái clip này là một cụm gừng nha quý vị, một thân một cốt lên nha, nhưng mà một khối luôn nha, chứ không có là nhiều cây vô nha, một khối nha, như lên tỉa lên như cái gừng vậy nha. Rồi cao lên khoảng 2 tấc 4, từ gốc lên đến ngọn 2 tấc 4. Chai trà xanh đây nè quý vị, thấy không? Cây này 400 con ơi, cây này 400 nha quý vị, một khối luôn nha quý vị. Đó, một cụm gừng khối luôn nha. Rồi để quay cái mặt xa cho quý vị xem nha, cây này bự dữ lắm nha quý vị. Đó, đây, đó, mặt sau nha quý vị, đó, nãy mặt trước giờ mặt sau này nha. Đó, giá 400k nha, không phí vận chuyển, không ship code luôn nha, chuyển khoản mới giao cây nha quý vị. Rồi thôi xuống đi, vô sạc pin đi con ơi, 8 giờ đăng, 8 rưỡi đăng gì cũng được. Rồi xuống quý vị ơi, 400k.